Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông. Đến dự tại buổi lễ có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông được thực hiện từ năm 2011 và cơ bản hoàn thành việc thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị vào cuối năm 2018. Cuối tháng 12 năm 2020, hoàn thành chạy thử liên động toàn hệ thống. Bộ Giao thông Vận tải đã nghiệm thu hoàn thành dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định và Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã chấp thuận kết quả nghiệm thu đủ điều kiện bàn giao dự án đi vào khai thác. Để bảo đảm việc vận hành khai thác dự án an toàn hiệu quả, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt tiếp tục đôn đốc hoàn thiện công tác bảo hành, bảo trì dự án. Việc đưa dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác sau 10 năm đầu tư xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi thói quen giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại ga Cát Linh thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông về cho thành phố Hà Nội để chính thức đưa vào vận hành khai thác. Trong nửa tháng đầu tiên thì thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cho người dân được trải nghiệm trên chuyến tàu Cát Linh Hà Đông miễn phí. Vâng, tôi và nhiều người dân đang sinh sống ở Hà Nội cũng rất háo hức được trải nghiệm trên những chuyến tàu này. Và trong bản tin thời sự chiều nay, Truyền hình Nhân dân sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những hình ảnh mới nhất của đoàn tàu Cát Linh Hà Đông khi chính thức được đưa vào vận hành. Từ ngày 5 tháng 11, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn bắt đầu tổ chức nhận đăng ký mua vé tàu Tết Nhâm Dần năm 2022. Trước mắt, ưu tiên bán vé theo danh sách đăng ký mua vé tàu Tết tập thể. Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11, ga Sài Gòn sẽ bán vé theo danh sách đăng ký mua vé tàu Tết tập thể và khách đã bảo lưu tiền vé trong năm 2021, ưu tiên các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội và hành khách bảo lưu tiền vé trong năm 2021. Dự kiến từ ngày 15 tháng 11, ga Sài Gòn sẽ mở bán vé tàu Tết Nhâm Dần 2022 qua mạng, nhà ga và các đại lý.